Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may bật ập đến bất ngờ, tài lộc về như thác lũ, trúng số đổi đời đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Con người chưa đủ lớn khôn, làm sao hiểu hết ngọn nguồn xưa nay, cuộc đời trăm đắng ngàn cay, quy luật nhân quả kiếp này mà thôi. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Giới tiên tri tiết lộ sự thật chấn động, cuộc đời tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, cả đời tích phúc, về già giàu sang phú quý, tiền tiêu ba đời không hết. Minh Đường Tử Vi rất vui được gặp lại và đồng hành cùng quý vị anh chị trong video ngày hôm nay. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị trải nghiệm được nhiều điều bổ ích, gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc, biết trước để tránh xa vận hạn, giữ được những gì đang có. Quý vị thân mến, bản mệnh tuổi Tân Sửu từ khi bước qua tuổi 65 lại như đã đi hết một chặng đường cống hiến trong cuộc đời, giờ là lúc an nhàn sống vui vẻ, hạnh phúc bên con cháu. Nhưng đời đâu có vẹn toàn vẹn ý bao giờ, người tuổi 65 được về hưu hưởng phúc, nhưng đâu đó vẫn còn những người mẹ, người bà, tần tảo quảng gánh nuôi con cháu, người cha gồng mình kiếm việc làm để chăm lo cho mái ấm gia đình, còn đầy rẫy những gian truân vất vả, nợ nần còn đó, nghèo đói còn đó, dám đôi tay sức khỏe nay đã như cây vẳng lá, chỉ mong sao ông trời thương tình, cho sức mạnh kiên cường để vượt qua tất cả. Bằng sức lực, bằng kinh nghiệm sống mấy mươi năm mà vực dậy gia đình, dìu dắt con cháu đến bến đỗ mới, ở nơi đó mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn, sung túc và giàu có hơn, chứ không vất vả như trước nữa. Quý vị biết không, cuộc đời này là bao cuộc bể dâu, cùng những định luật vô thường, có người cả đời gặp nhiều điều may mắn như ý, khỏe mạnh trường thọ, có người đến tận tuổi trung niên vẫn gian nan, về già mới được an khang, có người thời trẻ thì phú quý vẻ vang, nhưng về già lại cơ cực, có người cả đời lận đận vất vả, mọi việc đều không được như ý. Thế mới nói, việc nắm được vận trình tử vi trong mỗi giai đoạn độ tuổi của một người đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định thành bại suy vong của một đời người. Theo tử vi học, mỗi năm tuổi sẽ ứng với một sao chiếu mệnh khác nhau, và sự dịch chuyển của các sao cát tinh và hung tinh sẽ đem đến những may mắn thuận lợi hay xui xẻo, vận hạn cho các con giáp. Và trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về diễn biến tử vi trọn đời của cô bác tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, cầm tinh con trâu, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sau khi về già. Năm nào được hưởng phước lộc trời ban, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và gia đạo sẽ thế nào? Đặc biệt quý mệnh chủ Tân Sửu sẽ phải chuẩn bị những gì để xoay chuyển vận trình, vượt qua khổ ải, vạn sự hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, cuộc sống bình an không phải lo toan, tiền của đủ đầy trong những năm tháng sau này của cuộc đời mình. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe và cùng suy ngẫm. Vâng, thưa quý vị, trong đời sống ai cũng đều phải trải qua những thăng trầm, những khó khăn vất vả, vấp ngã và đôi lúc là những rủi ro đáng tiếc, tai ương giật mình. Có thể thấy rằng Tân Sửu sinh năm 1961 là người đã nếm trải quá nhiều đắng cay trong cuộc đời, vui có, buồn tủi cũng không phải ít, những khi làm việc tốt giúp người nhưng lại nhận về sự phản bội, cùng với đó là mất tiền, mất của và mất luôn cả tình cảm ấy. Bên cạnh đó cũng có những con giáp tuổi Tân Sửu được quý nhân tương trợ, hỗ trợ nhiệt tình khi bản mệnh gặp khó khăn, nhưng Tân Sửu sẽ khắc cốt ghi tâm, biết trân trọng những người luôn sẵn lòng giúp đỡ khi ta gặp khó khăn. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tân Sửu 1961 hay còn được gọi là Lộ Đồ Chi Nghiêu, tức Châu ở trên đường, năm sinh dương lịch, từ 15 tháng 2 năm 1961 đến mùng 4 tháng 2 năm 1962, nam, cung chấn mộc, thuộc đông tứ mệnh, nữ, cung chấn mộc, thuộc đông tứ mệnh, Phật ban phúc, Bồ Tát phổ hiền, Phật ban trí, Bồ Tát Văn Thù, Phật Bảo Hộ, Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam hợp với các hướng Nam, Bắc,
Đông Nam, Đông, nữ hợp với các hướng Nam, Bắc, Đông Nam, Đông, con số hợp mệnh 2, 5, 8, 9, con số khắc mệnh 3, 4. Xét trong hệ tử vi 12 con giáp, tuổi Tân Sửu là người mệnh có tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi nên sẽ có đường công danh sự nghiệp vững vàng. Từ những năm 35 tuổi trở đi, tiền tài sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn, sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn cao sang quyền quý. Tuổi Tân Sửu trong 12 con giáp, trong cuộc đời được Bồ Tát Văn Thù ban cho trí tuệ, nên thông minh, sáng suốt, nhưng cũng rất thật thà chất phác, có chính kiến và không bị lay động trước nhiều luồng tình cảm khác nhau. Người tuổi này may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát, nhờ thế mà cuộc sống phú quý, giàu sang từ trung vận, tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió, nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc. Người tuổi Tân Sửu, cuộc đời nam mạng được ông quan đế độ mạng, ban cho thể lực tốt, nữ mạng được bà chúa tiên độ mạng, ban cho sự an bình, tuổi này có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt, nếu có thể ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tính cách tử vi tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Xem tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, có thiên can là Tân. Thiên can Tân là can đứng thứ 8 trong 10 thiên can, đứng trước can Tân là Canh và đứng sau là Nhâm. Thiên can gắn liền với chu kỳ sinh trưởng của thực vật. Thiên can Tân tượng trưng cho sự khô héo của thực vật, đồng thời quả chín bị động vật ăn và phát hạt ra các vùng đất mới, tạo tiền đề cho sự sống thế hệ tiếp theo. Về phương hướng, thiên can Tân chỉ hướng chính Tây. Theo ngũ hành, can Tân thuộc hành kim, còn trong thuyết âm dương là âm kim, thiên can Tân tượng trưng cho mùa thu. Tân thuộc âm kim, chỉ châu bảo đá quý, rượu kim, đồ trang kim, thanh cao, những kim loại mềm và mỏng, có tính chất cao quý, trang nhã, đẹp đẽ, tượng trưng cho kim của đồ trang sức, là kim lấp lánh đẹp đẽ đã được gọt rũa gia công, được mọi người ưa thích và quý trọng. Bản thân nó yếu đuối không thích bị chặt chẽ và tôi luyện, tất cả vàng bạc châu báu, đá quý, vàng cám, ngọc châu, đồ trang sức đều thuộc Tân kim. Bạn mang một tấm thẻ kim loại Tân cho người khác, tức là đã mang Tân kim, Tân cho đối phương. Người thiên can Tân có tính cách ôn nhu, hào sảng, khí chất thanh cao, họ đi đứng và ăn nói nhẹ nhàng nên được nhiều người thương mến. Tuy họ thích thể diện nhưng ít muốn va chạm xông xáo với giới phàm tục, vì thế đôi lúc bị người khác hiểu lầm là thiếu khí phách. Thiên can Tân kim tính tình tương đối ấm áp, trọng tình cảm và lòng tự tôn cao, họ thích hư vinh và thích giữ thể diện hình thức, tuy nhiên đôi khi họ mềm yếu thiếu kiên cường. Người Tân kim có khả năng khắc phục khó khăn để có thể hoàn thành việc lớn. Nếu họ có phúc tốt sẽ học giỏi, hiền lành. Người tuổi Tân nếu có phúc tốt sẽ học giỏi, họ có tính cách hiền từ, đi đứng và ăn nói nhỏ nhẹ, nên được nhiều người thương mến. Những người này sẽ kinh doanh thành công về các lĩnh vực như vàng bạc, đá quý, ngoại tệ hoặc kỹ thuật, vi tính. Tuổi Tân là một trong những tuổi có lục cách, nên cả đời không lo thiếu thốn, dễ thu được nguồn tài chính dồi dào phong thịnh. Tuy nhiên, nếu nữ tuổi Tân mệnh kém phúc thì họ sẽ có tính hay ghen tị, tranh chua, còn nam giới thì tính tình nhỏ nhen, ích kỷ, hẹp hòi, cục cằn. Vì thế nếu không tu tâm dưỡng tính thay đổi bản thân, thì người can Tân khó có thể thăng tiến và thành công trong công việc. Xem tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, theo địa chi Sửu. Tuổi Sửu thuộc con giáp Châu, đứng ở vị trí thứ 2 trong chuỗi 12 con giáp, biểu tượng của con Châu gắn liền với đồng ruộng, lúa nước, là nguồn sống quan trọng. Những người tuổi Sửu thường kiên trì, chăm chỉ và mạnh mẽ, sự độc lập ganh đua với khó khăn là đặc điểm nổi bật của họ. Người tuổi Sửu thường là những người có đầy đủ những phẩm chất tốt, họ được biết đến với tính cách cần cù, chăm chỉ, họ cũng là những người kiên định mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng trong cuộc sống. Những ai sinh vào năm Sửu thường nhẫn nại, có khả năng chịu đựng cao và nhờ đó có thể vượt qua được bao sóng gió trong cuộc đời, nhưng có đôi khi tính cương quyết khiến họ trở nên bướng bỉnh, cứng nhắc. Bởi lẽ một khi đã quyết định thực hiện điều gì họ khó có thể thay đổi mục tiêu của mình. Lời nói và việc làm của người tuổi Sửu thường đi liền với nhau, đó là tính cách nổi trội của họ. Sức chịu đựng và lòng quả cảm của người tuổi Sửu thật phi thường, họ giống như một mũi tên xuyên qua bất cứ rào chắn nào mà người đời cố tình dựng lên trên con đường đi tới của họ. Người tuổi Sửu điềm tĩnh nhưng kiên cường, họ là người chăm chỉ và chu đáo, khi làm việc họ rất có phương pháp và quyết đoán, họ có tài lãnh đạo, người khác rất nể phục tính dứt khoát cũng như sức chịu đựng của họ. Họ là người biết nhìn xa trông rộng, không dễ dàng bị cám dỗ bởi những cái lợi trước mắt. Với bản tính bất khả xâm phạm, họ chọn lựa nghề nghiệp rất kỹ càng, miễn là họ được tự do làm điều họ thích. Người tuổi này có đầu óc thực tế,
không viển vông, họ chân thành, trung thủy và khiêm tốn. Tuy nhiên, họ rất dè dặt với một vài người, thậm chí là thờ ơ và xa lánh. Ngoài mặt thì điềm tĩnh, nhưng thực tế họ rất cầu tiến và tham vọng. Họ có khả năng thuyết phục và thường thẳng thắn với những gì bất bình, bất kể hậu quả ra sao. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, quyết đoán và biết nắm bắt cơ hội đang đến. Nhưng họ cũng rất chân thành và tin tưởng trong cách đối xử bạn bè. Họ lại là mẫu người sống khép kín. Họ không thích bộc bạch tâm sự của mình với người khác. Họ thích làm theo ý mình hơn là bị bó buộc bởi áp lực nào đó. Họ điềm tĩnh và trầm lặng, nhưng nếu có ai đó làm họ giận hoặc bực mình thì họ lại rụt rè cả nề. Tính khí bướng bỉnh và ương ngạnh, lắm lúc làm phiền lòng người khác. Thường thì mọi điều đều suôn sẻ, nhưng họ cũng biết chấp nhận thất bại mỗi khi vấp ngã. Họ thường hay suy tư, không có óc hài hước và chẳng mấy thiện cảm với người mánh khóe lừa lọc. Họ muốn luôn giữ vững lập trường của mình. Năm Sửu tượng trưng cho thành công, sau khi trải qua bao gian khổ nỗ lực mới đạt được. Đây là những người làm việc không biết mệt. Người sinh năm này đáng tin, điềm tĩnh, có nguyên tắc quy củ, là một người làm việc cẩn thận, tích cực, không biết mệt mỏi, rất nguyên tắc nhưng vẫn công bằng, biết lắng nghe ý kiến của người khác. Nhưng nếu muốn thay đổi quan điểm của anh ta thì rất khó, vì anh ta cố chấp, đôi lúc còn thiên vị. Người tuổi Sửu cần cù, nỗ lực, vượt bậc mới gặt hái thành công. Mặc dầu chậm chạp cứng nhắc như thế, tuổi Châu không phải là con bò sữa ngoài đồng. Con vật khỏe mạnh này sinh ra đã là bậc lãnh đạo, đáng tin cẩn và có khả năng tự nhiên làm nên việc lớn. Tuổi Châu lề mề và nguyên tắc, nhưng theo những dự toán từng bước một và không hề mất hướng. Thiên hạ thấy tuổi Châu quá nghiêm khắc và khó thay đổi, cá tính bền chặt tự nhiên làm tuổi Châu mất tình xã giao và trở thành ngượng ngập giữa đám đông. Tệ hơn nữa là tuổi này không màng tới người khác suy nghĩ ra sao, mà chỉ thích làm điều gì họ nghĩ là tốt cho họ. Nghĩa là tuổi Châu không quan tâm đến chuyện bị xô đẩy lắm, bởi vì họ nghĩ là họ là người tốt trong thiên hạ. Lý thuyết này cũng đúng, bởi lẽ tuổi Châu thông minh, đáng tin cậy, biết quan tâm đến người khác và rất trung thực. Nếu bạn cần lời khuyên chân thật, như nhất và không thiên vị, thì cứ hỏi người tuổi Châu. Cái khó nhất cho tuổi Châu là làm sao khắc phục mình khỏi phải tật thành kiến, đã khiến họ khó làm thân với người khác. Nếu tuổi này biết đánh giá những phẩm chất tốt của riêng mình, họ sẽ mở rộng tấm lòng ra để đón người khác vào. Người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, nổi bật với tính chân thật, nhiệt huyết và siêng năng. Họ thể hiện lòng nhân ái, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội và sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn. Tân Sửu thường có sự kiên nhẫn, không bao giờ từ bỏ trước những thách thức. Mặc dù không may mắn ngay từ đầu, họ tận dụng tốt những ưu điểm cá nhân để đạt được thành công. Họ có mục tiêu rõ ràng, quản lý thời gian và công việc một cách hiệu quả. Ngoài ra, con giáp này cũng thể hiện khả năng tự chủ, không phụ thuộc vào người khác. Họ tỏ ra vững vàng bề ngoài, nhưng lại mang trong mình sự tình cảm, quan tâm và lắng nghe đối với người xung quanh. Trong mối quan hệ bạn bè, Tân Sửu là những người đồng hành đáng tin cậy, luôn chia sẻ những lời khuyên chân thành và phù hợp. Do người tuổi Tân Sửu chắc chắn đáng tin cậy, có ý chí vượt qua mọi khó khăn mà thành đạt, nguyên tắc tự tin và điềm tĩnh, thích ẩn mình nên sẽ được lãnh đạo và người có uy quyền tín nhiệm. Chỗ nào cần trách nhiệm, ở đó có Tân Sửu, nhưng nên chú ý thận trọng, bằng không thắng lợi khiến cho bạn u mê. Tài vận chọn đời tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Tử vi chọn đời tuổi Tân Sửu về mặt tài vận, có tính cách ngay thẳng, thật thà, nên dễ bị lừa lọc trong chuyện tiền bạc, thiếu hiểu biết về kinh doanh, quan niệm kinh tế đơn giản, nên thường không có duyên với đại phú đại quý, song vẫn có cuộc sống sung túc đầy đủ, kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng, tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng lại tiểu rất ít, cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao. Đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Vì vậy, con giáp này nên tránh xa chốn cờ bạc đỏ đen, nếu không sẽ có nguy cơ phá sản trắng tay. Nếu có cơ hội đầu tư, nên suy xét thật kỹ, cẩn trọng khi hành động, tốt nhất nên dùng tiền vào những việc rõ ràng. Người tuổi Tân Sửu thường sống khá tiết kiệm, dành dụm của nà không ít, song đôi khi lại tiêu xài vô độ, vung tay quá chán, để rồi sau đó lại hối hận không thôi. Nếu có thể sửa được điểm này, thì tài lộc thênh thang, giàu sang phú quý. Từ sau 60 tuổi, vận may tài lộc của Tân Sửu 1961 cũng sẽ được cải thiện đáng kể, nhất là đối với những người gặp khủng hoảng kinh tế, thì đây là thời điểm thuận lợi để thoát khỏi gông cùm. Thu nhập của Tân Sửu rất tốt, sự vất vả của họ sẽ tỷ lệ thuận với thu nhập của họ. Nếu họ sẵn sàng dành nhiều thời gian và sức lực hơn, thì thu nhập của họ có thể tăng lên gấp đôi. Đồng thời, gia đình sẽ gặp một chút may mắn, nhưng tiền đề là hãy dành đủ thời gian và sức lực, nên tìm kiếm những cơ hội mới trong công việc. Đừng để bị hạn chế bởi những quy tắc và luật lệ. Bạn phải làm những gì bạn muốn để không để lại hối tiếc cho bản thân, và nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự giàu có của bản mệnh.
Đặc biệt trong năm 2024 này, tài tinh mang tới cho những chú trâu không ít tin vui về tài chính. Bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù là làm người làm công ăn lương hay với người kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó này cũng bắt đầu sinh lời. Bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Tuy nhiên, hung tinh dễ gây ra những chuyện bất ngờ. Điển hình là có những chuyện nảy sinh bất ngờ trong cuộc sống, đòi hỏi phải dùng tiền mới có thể giải quyết được. Vì thế tuổi Tân Sửu trong cuộc sống nên thận trọng với các chuyện làm ăn, đầu tư hoặc các vấn đề liên quan đến kiện tụng, vì một khi theo đến cùng thường không được lợi mà còn lỗ, tiêu hao tài sản, tiền bạc của chính mình. Để tài lộc luôn vượng phát, theo luận giải tử vi trong vấn đề làm ăn, Tân Sửu cần lựa chọn những tuổi hợp với mình mà hợp tác thì không lo bị thất bại. Những tuổi này còn giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong mọi khía cạnh của đời sống, ngoài vấn đề tiền bạc, công danh và sự nghiệp, có cơ hội hợp tác mạnh mẽ. Đó là những tuổi như Tân Sửu, Ất Tỵ, Bính Ngọ. Ba tuổi này đối với tuổi bạn rất tốt, tìm được ba tuổi này làm ăn, hùn hợp hay phát triển nghề nghiệp thì có nhiều may mắn, có cơ hội tạo được nhiều tiền của, sự nghiệp vững vàng, công danh thành đạt. Những tuổi đại kỵ với Tân Sửu, đó là những tuổi Tân Sửu, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tý, Kỷ Hợi. Sự nghiệp chọn đời người tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Xem tử vi chọn đời của người tuổi Tân Sửu 1961, người này mệnh có tài quan, lại được phúc tinh tử vi chiếu rọi, nên sẽ có đường công danh sự nghiệp vững vàng. Từ những năm 35 tuổi trở đi, tiền tài sự nghiệp bắt đầu ổn định và vững chắc, càng về sau càng hanh thông hơn. Sự nghiệp của họ đi đôi với tiền bạc, nên sự nghiệp càng thăng hoa, họ càng giàu có, tiền bạc dồi dào cả đời no ấm, không lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống an nhàn cao sang quyền quý. Trong công việc, Tân Sửu là người chăm chỉ, cần cù, chịu khó, nhẫn nại, dù công việc có nhiều đến đâu họ cũng cố gắng hết mình. Chính vì thế mà họ thường đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Người tuổi Tân Sửu có chí tiến thủ và ham muốn lãnh đạo, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm cao, lại khiêm tốn cẩn trọng nên gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp. Về tính chất công việc, trời sinh bản tính ngây thơ đơn giản. Họ là người ôn hòa, dựa nhiều vào trực giác. Họ khiêm tốn, nhạy cảm, hiểu rõ nhân tình thế thái, đồng thời cũng giàu cảm xúc và khá linh hoạt, nên phù hợp với các ngành nghề, giáo viên, nhân viên hành chính, công chức nhà nước. Họ đa tài nhưng không phù hợp với những công việc đòi hỏi tính logic cao. Thay vào đó, tuổi Tân Sửu hợp với những công việc có thiên hướng nghệ thuật, cần nhiều cảm xúc, có thể là hội họa, âm nhạc hoặc văn học. Họ rất sáng tạo và có khiếu thẩm mỹ. Họ cần có công việc ổn định và nhiều cảm hứng. Sự kiên nhẫn là điểm mạnh của họ trong công việc. Khi đã chuyên tâm đầu tư phát triển sự nghiệp, chắc chắn họ sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp. Đặc biệt, khi được mọi người thừa nhận và đánh giá cao, họ sẽ càng thêm tích cực làm việc để không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tinh thần nghiêm túc trách nhiệm đó khiến họ có thể đảm nhận những công việc mà người khác khó lòng làm được. Họ luôn mong muốn có cuộc sống ổn định và an toàn. Họ hy vọng mọi thứ xung quanh cũng tuân theo nguyên tắc và lắng nghe sự phân công của mình. Tuy nhiên, đôi khi vì sự bảo thủ, ngoan cố, cứng nhắc độc đoán trong công việc mà Tân Sửu cũng gặp phải những khó khăn trong công việc. Thế nhưng khi công việc gặp khó khăn, họ sẽ dũng cảm nhảy vào giải quyết. Họ cũng luôn giữ được sự tỉnh táo trong mọi trường hợp. Khả năng làm việc độc lập tốt giúp họ hoàn toàn có thể dựa vào ý chí kiên định và tinh thần trách nhiệm, hy sinh hết mình để hoàn thành công việc được giao. Chính vì thế mà người tuổi này chỉ cần quyết tâm là sẽ có được thành công. Từ trung vận, khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và may mắn được quý nhân phù trợ, thường gặp hung hóa cát, nhờ thế mà sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào, gia đình hạnh phúc, có cuộc sống phú quý giàu sang. Tuy thời trẻ gặp nhiều sóng gió, nhưng đều thuận lợi vượt qua, hậu vận tốt lành, an nhàn hưởng phúc. Về quan hệ bạn bè, bản tính của người tuổi Tân Sửu là phải luôn căn cứ vào sự thật, tuyệt đối không giải quyết sự việc bằng tình cảm. Nếu bạn muốn thắng kiện nơi cửa quan thì phải vận dụng lý trí và trí tuệ. Trong một số việc nếu bạn đòi hỏi ý kiến thì Tân Sửu luôn đưa ra phương án đáng tin chắc chắn, nhưng chỉ dựa vào tình cảm thì khó lòng thay đổi được suy nghĩ của họ. Thể chất Tân Sửu khá tốt, ít đổ bệnh, tự tin, không thỏa hiệp. Họ coi thường sự yếu đuối ở người khác. Nếu chú tâm trau dồi tính hài hước và lòng nhiệt tình, Tân Sửu sẽ hạnh phúc hơn. Người tuổi Tân Sửu không thích giao du với nhiều người, ngược lại chỉ kết bạn với những người hợp tính. Tuổi này đặc biệt hợp tính với tuổi Mão, Tý, Tỵ và tuổi Dậu. Họ cũng có thể chơi thân với những người tuổi Thân, Tuất và Hợi. Tử vi tuổi Tân Sửu cho thấy họ không phải là những người khó tính, nhưng họ không hợp với những người tính khí bất thường như tuổi Mùi. Họ rất khó kết bạn với người tuổi Ngọ, Thìn,
Dần, bản tính trầm lắng của tuổi Tân Sửu không hợp với sự sôi nổi và bốc đồng của người mang 3 tuổi trên. Tử vi chọn đời tình cảm, gia đạo, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tử vi chọn đời tuổi Tân Sửu mặt tình cảm, ít khi thể hiện cảm xúc của mình, nhưng nếu gặp người phù hợp họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú và trái tim chân thành với người đó. Tuy nhiên tính cách người này không giỏi giao tiếp nên thường cô độc, không biết cách nắm lấy cơ hội, chủ động tiếp cận người mình có cảm tình. Chính vì thế mà lỡ dở không ít cơ duyên, không hiểu về tình yêu nên chặng đường chinh phục nửa kia của người tuổi Tân Sửu khá gian nan. Tuy nhiên, sự nhẫn nại và nỗ lực của họ nếu gặp đúng người sẽ được đền đáp xứng đáng. Người tuổi này không biết cách thể hiện bản thân nên trong mắt người khác họ khá lạnh lùng. Có điều, bề ngoài như vậy khiến họ thu hút được rất nhiều đối tượng, là người nhiệt tình và hướng ngoại. Họ luôn mơ ước về một tình yêu son sắt thủy chung, dù kém lãng mạn nhưng luôn chân thành, thật tình với người mình yêu. Nữ giới tuổi Tân Sửu, tính tình nhã nhặn, ôn hòa, nhẫn nại, là mẫu người nữ được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Tuy nhiên, người này lại có lòng đố kỵ và ham muốn chiếm hữu rất lớn, nên khiến cho người chồng đôi lúc cảm thấy ngột ngạt và ức chế. Phần gia đạo có nhiều tốt đẹp vào tiền vận và trung vận, phần công danh có nhiều tốt đẹp vào tiền vận, nhưng trung vận và hậu vận không được tốt đẹp mấy về vấn đề này. Sự nghiệp có nhiều tốt đẹp và có thể hoàn thành vào khoảng từ 45 tuổi trở lên. Tiền bạc được tốt đẹp và đầy đủ vào trung vận. Nam giới sinh năm Sửu, cương nghị, quật cường, thích những cô gái dịu dàng và khéo léo. Trong tình yêu đàn ông tuổi Châu có hai điểm yếu chí mạng. Họ không biết phân biệt nặng nhẹ, không phân chia ranh giới rõ ràng trong tình cảm. Dù đã có người yêu, nhưng tính ga lăng nên vẫn đối tốt quá mức với tất cả những người phụ nữ xung quanh. Năm mệnh Tân Sửu rất đào hoa, vì vậy nên hạn chế các mối quan hệ quá thân thiết để tránh tình cảm vợ chồng bị ảnh hưởng. Phần gia đạo của nam mệnh Tân Sửu khá tốt. Trong gia đình mặc dù rất ít khi thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nhưng tuổi Tân Sửu luôn có những hành động yêu thương vô cùng ấm áp ngọt ngào. Có đôi lúc họ trở nên nghiêm khắc, khiến không khí gia đình buồn chán tẻ nhạt, nhưng cũng có lúc họ đem lại niềm vui tiếng cười cho căn nhà. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời cũng có lúc mâu thuẫn trục trặc về kinh tế, cũng có lúc gay gắt về chuyện tình cảm, nhưng không vấn đề gì cả, rồi cũng trôi vào quá khứ. Về tương lai cuộc sống yên bình, con cái thành đạt, hưởng phúc con cái về già. Sức khỏe chọn đời, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tử vi chọn đời tuổi Tân Sửu về mặt sức khỏe, ngũ hành thuộc thổ. Người mệnh thổ có sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thụ tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ mạnh khỏe cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người mệnh thổ lại dễ mắc các vấn đề về đường ruột, nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ, kích thích như cay, chua, cũng không nên ăn quá nhiều đường. Nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh, nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm. Người tuổi Tân Sửu cuộc đời nam mạng được ông quan đế độ mạng ban cho thể lực tốt, nữ mạng được bà chúa tiên độ mạng ban cho sự an bình. Tuổi Tân Sửu hưởng thọ trung bình từ 68 đến 86 tuổi là mức tối đa. Nếu ăn ở hiền lành, làm nhiều điều thiện thì tự khắc sẽ được tăng lên. Thưa quý vị, người cổ đại được biết đến với lối sống bình hòa, tĩnh tại và trường thọ. Tuy nhiên, bí quyết của họ lại không nằm ở việc chú trọng ăn uống hay tập luyện thể thao như con người hiện đại ngày nay. Ăn nhiều hơn không có nghĩa là sẽ khỏe mạnh hơn. Người Trung Hoa cổ đại chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày với một lượng đồ ăn rất ít. Họ cũng ít khi ăn thịt và điều này giúp cho hệ tiêu hóa của họ tốt hơn. Từ thời xa xưa, đã có rất nhiều ví dụ về những người do ăn uống vô độ mà mắc các loại bệnh tật, sau đó có thể hồi phục trở lại nhờ một chế độ ăn kiêng với nhiều rau quả. Việc ăn uống rất quan trọng và có thể coi như một phần của văn hóa dưỡng sinh của người cổ đại. Xưa kia, Nhan Hồi một đồ đệ nổi tiếng của Khổng Tử chỉ ăn rất ít và uống nước mỗi ngày. Ông cho rằng như vậy đã là đầy đủ rồi. Có người chỉ ăn một chén cơm nhỏ và dưa leo cho mỗi bữa ăn, nhưng ngoại hình trẻ trung như mới 20, mặc dù đã ngoài 40 tuổi và có một sức khỏe tuyệt hảo. Người cổ đại coi việc ăn uống điều độ như một cách để giảm dục vọng ham muốn, làm nhạt đi khẩu vị, không ăn quá nhiều, giảm số lần ăn một ngày và chỉ người lớn tuổi mới ăn chút thịt. Họ tin rằng bệnh tật là do ăn uống quá thường xuyên, ăn tạp và ăn quá mức. Người xưa đánh giá sức khỏe của một người qua năng lượng sống, sức khỏe tinh thần của người đó hơn là một thân hình đẫy đà. Ngủ vừa đủ, ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày dường như đã trở thành quan niệm khoa học thường thức và một lối sống tiêu chuẩn của người hiện đại. Trên thực tế, những người ít ham muốn và sống với một nội tâm yên bình sẽ không cần ngủ nhiều đến thế. Thay vào đó, trước khi nằm xuống giường, người xưa sẽ tập trung hướng nội, nhìn lại bản thân mình để làm cho tâm trí trở nên yên tĩnh. Một ngày của người xưa trôi qua với rất ít xung đột và một tâm hồn bình thản. Vì thế họ dễ dàng ngủ một giấc thật sâu, ngay khi ngả lưng xuống giường và thức dậy từ rất sớm mà không cần đồng hồ báo thức vào mỗi buổi sáng.
dưỡng tâm để sống khỏe hơn. Người hiện đại chúng ta cho rằng luyện tập thể thao tăng cường vận động có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhưng thực tế, người ta vẫn có thể bị bệnh. Người xưa coi việc dưỡng tâm chính là cách phòng bệnh tốt nhất, nên họ luyện tập thư pháp, thư họa, võ thuật, thiền định và chơi cổ cầm. Điểm chính yếu nhất của đạo dưỡng sinh chính là giữ cho thân thể và tinh thần hài hòa. Các danh nhân nổi tiếng trong lịch sử, mặc dù chìm nổi trong chốn quan trường, nhưng họ vẫn giữ được một tinh thần lạc quan, khoáng đạt, bởi có một số phương pháp dưỡng sinh mà họ luôn tôn sùng, đó chính là thiền định. Vào triều đại thời Nam Tống, nhà thơ yêu nước Lục Du Tu tập liệu pháp dưỡng sinh thiền định. Đến khi tuổi gần 90, nhưng thi hứng vẫn trào dâng, không chỉ để lại số lượng lớn thơ ca yêu nước, còn ghi chép lại những tâm đắc tu dưỡng của chính mình. Tô Thức Hiệu Đông Pha, tự là Tử Chiêm, là nhà thơ và là nhà chính trị gia chữ danh thời Bắc Tống. Cả đời Tô Thức chìm nổi trong quan trường, nhưng vẫn có thể bảo trì được tâm tính khoáng đạt, lạc quan. Tô Thức đối với dưỡng sinh có rất nhiều nghiên cứu. Trong Đông Pha Dưỡng Sinh tập có ghi lại, nói rằng mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, ông liền lập tức ngồi dậy, chân xếp bằng đà tọa. Trong bài Tim Mệnh Cung Dương đạo sĩ Tức Hiên có một câu: vô sự thử tĩnh tọa, nhất nhật tự lưỡng nhật, ý rằng không suy nghĩ gì mà ngồi tĩnh tọa, một ngày tựa như hai ngày. Tăng Quốc Phiên là nhà chính trị gia nổi tiếng đời nhà Thanh, cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong lịch sử Trung Quốc. Phương pháp dưỡng sinh tĩnh tọa là một trong tu pháp thập nhị khóa của Tăng Quốc Viên. Mỗi ngày không kể bận rộn đến đâu, ông đều dành một khoảng thời gian nhất định để tĩnh tọa dưỡng sinh, ngồi nghiêm chỉnh, trấn tĩnh, vững chắc như bảo đình. Nhà thơ nổi tiếng thời Đường Bạch Cư Dị chìm nổi trong chốn quan trường vài thập niên, đến lúc về già với bản tính đạm bạc trời sinh, thường tĩnh tọa tu thân, đến năm 80 tuổi vẫn tai thính mắt tinh. Tiền Mục, sinh năm 1895, mất năm 1990, một nhà trí thức nổi tiếng của Trung Hoa thế kỷ 20, là một người luôn có đôi mắt rạng ngời sức sống và tràn đầy năng lượng mỗi ngày, vốn là kết quả của nhiều năm tu tập thiền định. Một người biết tu thân dưỡng tâm, có lối sống lành mạnh, thuận theo tự nhiên, ắt sẽ có một thân thể khỏe mạnh và tinh thần hòa ái. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống hạnh phúc bình an. Tiếp theo là vận mệnh của tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, theo tháng sinh âm lịch. Tuổi Tân Sửu sinh tháng Giêng. Những người tuổi Tân Sửu sinh vào tháng Giêng, thông minh, tài trí hơn người, tuy nhiên thiếu sự may mắn và thời cơ thuận lợi, bởi vậy thành công với họ thường đến muộn. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 2 âm lịch, có hoài bão ước mơ lớn, song thiếu sự tính toán cẩn thận mà vấp phải nhiều thất bại. Nếu kiên trì vượt qua, sự nghiệp sẽ càng ổn định vững chắc. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 3 âm lịch, con người tự do phóng khoáng, thích bay nhảy, làm những điều mình muốn. Những người này thường có xu hướng kết hôn muộn, nhờ vào sự thông minh mưu trí mà tuổi Tân Sửu dễ dàng xây dựng được sự nghiệp vững chắc ngay từ khi còn trẻ tuổi. Tuổi Tân Sửu sinh tháng tư âm lịch, cần cù, chịu khó, nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán, bỏ lỡ nhiều cơ hội vận may quý giá. Nếu muốn đạt được thành công, người này cần phải rèn luyện sự kiên trì và học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Tuổi Tân Sửu sinh tháng năm âm lịch, không kiên định, không có lập trường vững vàng, dễ thay đổi và tin tưởng người khác. Bởi vậy, trong cuộc đời tuổi Tân Sửu không ít lần bị kẻ xấu lợi dụng dẫn đến thất bại. Tuy nhiên, nếu cẩn thận kiên nhẫn, mọi khó khăn trắc trở đều có thể giải quyết. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 6 âm lịch, ngay từ khi còn nhỏ đã ham học hỏi, hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa, càng trưởng thành càng năng nổ, nhiệt tình, tốt bụng. Hễ gặp khó khăn là có quý nhân phù trợ giúp đỡ, cả đời sống trong an nhàn sung sướng, không lo túng thiếu. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 7 âm lịch, gặp được nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống, sớm có công việc ổn định, xây dựng gia đình hòa thuận hạnh phúc, vợ chồng một lòng chung yêu thương nhau, về già có của cải tài lộc để lại cho con cháu. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 8 âm lịch, tự thân lập nghiệp đi lên từ hai bàn tay trắng, sớm muộn cũng đạt được thành công. Cuộc đời tuy phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ, nhưng được hưởng phúc lộc, càng về già cuộc sống càng ổn định sung sướng, gia đình hòa thuận, vợ chồng yêu thương, cùng nhau chia sẻ vượt qua khó khăn. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 9 âm lịch, được hưởng phúc lộc của ông bà tổ tiên để lại, nên cuộc đời gặp nhiều may mắn, khó khăn có quý nhân phù trợ giúp đỡ, gian lao vất vả nhưng sớm thành danh, đạt được địa vị quyền lực trong xã hội. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 10 âm lịch, ban đầu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn khó khăn, nhưng nhờ sự thông minh quyết tâm mà xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định, càng về sau cuộc sống càng đầy đủ tiện nghi. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 11 âm lịch, có nhiều ước mơ hoài bão, nhưng không biết phấn đấu, dễ chán nản bỏ cuộc, người này muốn thành công cần phải có thời gian và lòng kiên trì. Tuổi Tân Sửu sinh tháng 12 âm lịch, đường công danh sự nghiệp không mấy thuận lợi, nhưng tình duyên lại gặp vô vàn may mắn, cuộc sống gia đình hòa hợp, ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Quý vị thân mến,
Phước đức đến từ đâu? Nó đến từ những việc đơn giản như tôn trọng người khác. Tôn trọng không phải là đánh giá quá cao so với khả năng của một người, không phải sự định bợ thô kệch, mà là sự đánh giá đúng mức không thái quá. Khi gặp những người khác biệt về tính cách, ý tưởng và thiện chí của mình, thì chỉ cần tôn trọng và quan tâm nhau ở mức vừa phải là được. Đừng vội chê bai hay bình phẩm. Bằng cách này bạn sẽ ngày càng cảm thấy mình được may mắn hơn và được trời Phật ban phước khi dành sự tôn trọng cho người khác. Chúng ta cũng sẽ nhận được sự tôn trọng tương ứng. Không chỉ vậy, trong học tập, công việc, cuộc sống còn dễ được giúp đỡ giải quyết những vấn đề khó khăn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.